Kinh văn. Vì lẽ đó nên nay con đối trước Đức Phật Thế Tôn cùng Thiên Long Bát Bộ nhân và phi nhân vân vân mà khuyên bảo các chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, vào ngày lâm chung cần phải cẩn thận, chớ giết hại và chớ gây tạo ác duyên, cũng đừng bái tế quỷ thần, cầu xin ly mị vọng lượng. Vì sao thế? Vì việc sát hại cho đến bái tế đó không có mảy may năng lực lợi ích cho người mất, mà chỉ kết thêm tội duyên làm cho thâm trọng hơn thôi. Giả sử người chết đó trong đời vị lai hoặc đời hiện tại đắc được phần thánh quả, sẽ sanh vào cõi trời cõi người, nhưng vì lúc lâm chung bị hàng quyến thuộc gây tạo ác nhân, làm cho người chết cũng mắc lấy ương lụy, phải đối biện chậm sanh vào chốn tốt lành. Huống chi là người sắp chết, lúc sống chưa từng có chút thiện căn, phải y theo bổn nghiệp mà tự đọa ác đạo, hàng quyến thuộc nỡ nào làm tăng nghiệp tội của người ấy. Ví như có người từ xứ xa đến, tuyệt lương thực đã 3 ngày, lại dắt theo đồ vật nặng hơn 100 cân, bỗng gặp kẻ lân cận gửi ít món đồ nữa, vì thế mà càng khốn đốn nặng nề thêm. Lược giảng. Địa Tạng Bồ Tát là bạch tiếp: vì lẽ đó đời này còn đối trước Đức Phật Thế Tôn cùng Thiên Long Bát Bộ, trời rồng dạ xoa, Cạn Thác Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân và phi nhân vân vân, mà khuyên bảo các chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, vào ngày lâm chung cần phải cẩn thận, chớ giết hại và chớ gây tạo ác duyên, đừng gây ra những nghiệp duyên chẳng lành, cũng đừng bái tế quỷ thần, cầu xin ly mị vọng lượng, cũng không nên tế lễ cầu xin nơi những quỷ thần ngoại đạo cùng tất cả sơn yêu thủy quái. Ly mị vọng lượng là thuộc loài sơn tinh thủy quái. Dạng đến đây tôi nhớ có một bài kệ nói rằng: hữu đẳng mê nhân bất an khang, đối thần kỳ hứa tái trư dương, sát sanh quan nghiệp tiền sanh sự, như hà tuyết thượng hữu gia sương, hư vật nhận định thì trư dương, cải đầu quán diện kỹ thiên trường, như xa luân chuyển tương hoàng báo, dân hải đằng không vô xứ tàng. Nghĩa là người mê bày diệt chẳng an lành, cứ giết heo dê tế quỷ thần, quan nghiệp sát sanh bao đời trước, khác nào trên tuyết phủ thêm xương. Chớ tưởng heo dê thú vật mãi, thái hình đổi dạng đã muôn lần, luân hồi xoay chuyển dây rồi trả, đất trời lòng lòng trốn được đâu. Hữu đẳng mê nhân bất an khang, ở đây bất an khang tức là bất ổn, không ổn thỏa, làm những việc không được tốt lành. Đối thần kỳ hứa tái trư dương, ở Trung Hoa có một phong tục sai lầm mà chúng ta không hề thấy xảy ra ở các nước phương Tây. Người Hoa thường gọi việc tang ma cho người chết là bạch sự, việc trắng, còn việc kết hôn là hồng sự, việc đỏ. Bạch sự tức tang sự là chuyện buồn, hồng sự thì là hỷ sự, là chuyện vui. Bất luận là trong nhà gặp phải tang sự hay hỷ sự, người ta đều giết heo, giết dê để cúng tế quỷ thần, hoặc muốn cầu xin thần linh việc gì đó, họ cũng đem gà, đem vịt đến tế lễ. Quý vị có thấy cảnh người ta đem gà đến các nơi như Tứ Thành Hoàng để cúng tế chăng? Hàng người này chính là mê nhân bất an khang, do mê tín chẳng hiểu quy củ phép tắc nên không an khang, và vì thế mà làm việc gì cũng không thỏa đáng, không hợp lý cả. Vậy mà những kẻ ngu muội mê tín đó đến trước tượng của thần linh mà vái vang cầu khẩn, xin ngài phù hộ cho cha hoặc mẹ hoặc anh hoặc em của con sau khi chết không bị đọa địa ngục, được vậy thì vài hôm nữa con sẽ giết heo, giết dê đem đến cúng tế để ngài thọ dụng. Rồi họ đem heo, đem dê tới, coi như là tiền đánh cuộc với quỷ thần. Sát sanh quan nghiệp tiền sanh sự, sát sanh là một thứ nghiệp quán thù. Đời trước quý vị đã sát sanh, đã từng gây tạo quan nghiệp, và trong đời hiện tại này nếu quý vị lại tiếp tục sát sanh nữa thì thế nào? Thì chẳng khác nào trên tuyết lại phủ thêm một lớp xương nữa vậy. Như hà tuyết thượng hữu gia sương, có tuyết xuống thì trời đã rét lạnh, thế mà bây giờ lại thêm một lớp xương nữa thì thời tiết lại càng băng giá, rét lạnh thêm nhiều. Tương tự như thế, đời trước quý vị đã từng gây oan nghiệp rồi, nay lại tiếp tục tạo tội thì oan nghiệp lại càng chồng chất thêm vậy. Hưu vật nhận định thì trư dương, quý vị chớ nên cố chấp
khăng khăng cho rằng loài vật muôn kiếp vẫn là loài vật, heo mãi mãi là heo và dê mãi mãi vẫn là dê. Cải đầu quán diện kỹ thiên trường, con người có thể đầu thai làm heo và heo cũng có thể thác sanh làm người. Quý vị có nhận thấy không? Dân tộc nào thích ăn thịt heo thì dân tộc đó đều có vẻ hao hao giống heo. Quốc gia nào thích ăn thịt bò thì dân chúng trong quốc gia đó đều có cặp mắt tựa tựa như mắt bò. Có nơi thì dân chúng đều không thích thịt heo hay thịt dê mà chỉ thích ăn ếch nhái, nên toàn quốc đó ai nấy đều có cặp mắt tương tự như mắt ếch vậy. Nói tóm lại, người dân của một nước mà thích ăn thịt của loài động vật nào thì dân chúng trong nước đều có những nét đặc trưng giống loài động vật ấy. Cho nên mỗi quốc gia đều có một chủng loại riêng biệt. Như xa luân chuyển tương hoàn báo, chúng ta vẫn như cái bánh xe cứ tiếp tục lăn chuyển tuần hoàn dây trả. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói rằng dương phục di nhân, nghĩa là dê trở lại làm người. Nếu dê có thể làm người, thế thì heo không thể làm người sao? Chẳng những heo, dê có thể làm người mà bất cứ sinh vật nào cũng đều có thể làm người được cả. Đó chẳng qua chỉ là một sự đổi xác mà thôi. Một khi đã thay đổi thể xác rồi thì quý vị sẽ không cách nào nhận ra được nữa. Linh tánh từ thân người có thể dọn sang thân heo, và linh tánh từ thân heo cũng có thể dọn sang thân người. Người và vật đều có thể cùng dọn nhà qua lại với nhau. Hiện tại chúng ta được làm người thì có thể ví như chúng ta đang ở nơi nhà cao cửa rộng, và đến khi chúng ta đầu thai làm heo làm dê thì chẳng khác nào đang từ nhà cao cửa rộng mà dọn sang nhà tranh vách đất hoặc một nơi tồi tàn lụp sụp nhất để ở vậy. Cho nên nói bánh xe luân chuyển dây rồi trả. Dân hải đằng không vô xứ tàn. Kẻ không hiểu rõ thì cho rằng chúng sanh là mỗi loài mỗi khác. Còn có người đã đắc túc mạng thông thì biết rằng giữa con người và các loài chúng sanh có một mối quan hệ liên đới. Trong âm thầm lặng lẽ, và cho dù ở những nơi mà có người không nhìn thấy được, như ngoài biển cả hoặc trong hư không, chẳng ai trốn thoát được nhân quả, mà cũng chẳng có chỗ nào để ẩn thân hầu trốn tránh nhân quả cho được. Luật nhân quả vĩnh viễn tồn tại trong khắp cõi hư không, thấy không? Bởi gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Cho nên nếu sát sanh thì phải chịu sự báo ứng của sát sanh. Quý vị gây tạo bất cứ nghiệp gì thì nghiệp đó tức sẽ tồn tại và chiêu cảm sự báo ứng. Vì vậy, không nên cầu sinh nơi loài ly mị vọng lượng hoặc yêu tinh quỷ thần. Bây giờ Địa Tạng Bồ Tát nói tiếp: vì sao thế? Vì việc sát hại cho đến tế bái đó không có mảy may năng lực lợi ích cho người mất. Việc hàng quyến thuộc của người chết giết heo giết dê để cúng tế các ác quỷ tà thần chẳng mang lại chút năng lực nào có thể trợ giúp hoặc làm lợi ích cho người ấy cả, mà chỉ kết thêm tội duyên làm cho thâm trọng hơn thôi. Việc sát sanh và tế lễ đó chỉ khiến cho tội chướng của người chết càng sâu nặng thêm mà thôi. Giả sử người chết đó trong đời vị lai hoặc đời hiện tại đắc được phần thánh quả, sẽ sanh vào cõi trời cõi người. Người ấy nhờ người trong gia quyến làm những việc công đức nên hưởng được phước báo mà được sanh vào cõi người hoặc cõi trời. Nhưng vì lúc lâm chung bị hàng quyến thuộc gây tạo ác nhân, gieo trồng ác nghiệp, làm cho người chết cũng mắc lấy ương lụy phải đối diện. Ương lụy tức là liên lụy, ảnh hưởng làm cho kết quả trở thành không tốt đẹp. Ở đây, đối biện tức là đối chất biện luận với Diêm Vương. Ví dụ, Diêm Vương có thể phán bảo: hiện nay người nhà của ông đã về ông mà giết rất nhiều heo để cúng tế quỷ thần rồi đấy. Bây giờ người chết kia vẫn sẽ tự bào chữa: việc đó không liên quan gì tới tôi cả. Tôi nào có bảo họ giết heo giết bò gì đâu. Đó là họ tự ý làm, tôi làm sao ngăn cản họ được. Đáng tiếc là ở địa ngục không có luật sư biện hộ, thành ra tự mình phải bào chữa cho mình vậy. Chậm sanh vào chốn tốt lành. Lẽ ra người ấy đáng được sanh lên cõi trời sớm hơn, nhưng vì còn phải mất thì giờ để biện luận nên việc giảng sanh bị chậm trễ rất nhiều. Huống chi là người sắp chết, lúc sống chưa từng có chút thiện căn, phải y theo bổn nghiệp mà tự đọa ác đạo. Hàng nguyên thuộc tới nào làm tăng thêm nghiệp tội của người ấy. Trong trường hợp cái lâm chung trước kia chưa từng tạo được chút phước lành nào cả, thì căn cứ theo ác nghiệp đã gây ra, kẻ ấy phải đọa vào đường ác. Thế thì những bà con thân thích sao còn nhẫn tâm làm cho nghiệp tội của người đó nặng nề thêm?
Cho nên quý vị đừng vì người chết mà sát sanh, hoặc làm những việc tàn ác, mà trái lại hãy ăn chay niệm Phật, tụng kinh hồi hướng cho họ. Ở đây có một thí dụ. Thí dụ như thế nào? Chỉ như có người từ xứ xa đến, tuyệt lương thực đã 3 ngày. Đã 3 hôm rồi, người ấy chưa được ăn uống gì cả, thế mà lại vác theo đồ vật nặng hơn 100 cân. Đã vậy, người đó bỗng gặp kẻ lân cận gửi ít món đồ nữa, vì thế mà càng khốn đốn nặng nề thêm. Thí dụ này ngụ ý rằng người đó vốn đã có tội rồi, lẽ ra hàng quyến thuộc nên vì người đó mà làm việc phước thiện hầu giảm bớt nghiệp tội. Thế nhưng họ chẳng những không làm việc phước lành mà còn nhân danh người đó để giết hại chúng sanh nữa. Trong thí dụ trên, người từ xứ xa đến nọ vốn đã 3 ngày trời không ăn không uống, trên lưng lại phải mang vác đồ rất nặng, cho nên đã kiệt sức đi không muốn nổi rồi. Thế mà hàng xóm lân cận lại còn gửi thêm vài món đồ nữa, như vậy càng nặng và vất vả hơn trước nhiều. Điều này biểu thị cho việc người đó vốn đáng tội phải đọa địa ngục rồi, quý vị lại còn vì người đó mà sát sanh hại vật, gây thêm tội lỗi nữa, cho nên thời gian người đó phải ở trong địa ngục càng lâu dài hơn. Vì thế mà nói là càng khốn đốn nặng nề thêm. Trong thí dụ trên, đồ vật nặng là dụ cho ngũ quẩn, nặng hơn 100 cân là dụ cho thập ác. Kẻ lân cận là chỉ cho gia quyến của người chết, gửi ít món đồ nữa là chỉ cho việc quyến thuộc vì người chết mà giết hại heo dê, làm cho nghiệp tội của người đó càng thêm nặng nề.